Theo ghi nhận tại khu vực ven phố Trúc Bạch, Ngũ Xã, Hà Nội, hiện các công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục nhằm đưa phố đi bộ Trúc Bạch đi vào hoạt động trước dịp Tết Dương lịch 2023. Không khí thi công tại công trường khẩn trương, nghiêm túc. Đến nay, các công nhân đang lắp đặt phần sân khấu ngoài trời, hệ thống đèn chiếu sáng trang trí trên tuyến phố. Để tuyến phố đi bộ sớm đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng mục tiêu, yêu cầu, Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch đã xây dựng các phương án thực hiện như đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phân luồng tổ chức giao thông. Với thế mạnh hiện có là các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ẩm thực đã phát triển nhiều năm qua, địa phương sẽ kết hợp tổ chức các hoạt động ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật đường phố vào ngày cuối tuần, các dịp lễ hội. Dự kiến, phạm vi khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ gồm 7 tuyến phố, Ngũ Xá, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trấn Vũ. Trong đó, hai tuyến phố trung tâm đó là phố Ngũ Xã và phố Nguyễn Khắc Hiếu. Chính quyền phường Trúc Bạch đang cho chỉnh trang lại đường, vỉa hè, cải tạo cảnh quan phố đi bộ, sơn kẻ vạch đường các tuyến phố, lắp đặt biển thông tin, biển chỉ dẫn.